Xin chào anh chị mình ạ. Video này gửi tới anh chị lô đất anh chị nhá. Ngang 5 dài 15, thổ cư hết luôn, sổ hồng riêng đẹp lắm luôn. Tại Thuận An với anh chị, thành phố Thuận An ha. Nằm trên con đường này. Khu này rất là gần với đường 22 tháng 12 quý anh chị. Chỗ này ra đường 22 tháng 12 rất là gần. Chỉ tầm 5-60 mét gì đó thôi, gần lắm quý anh chị. Lô đất hôm nay gửi tới anh chị mình đây. Cái chỗ đống gạch đang xếp này quý anh chị. Ngang 5 dài 15 anh chị nha, 74 mét thổ cư hết luôn. Tính từ cái gốc cây này qua quý anh chị. Đây là phường Thuận Giao anh chị nha. Đây tính từ đây qua đây ngang 5. Đây là phường Thuận Giao nha anh chị. Thành phố Thuận An ạ. Và khu dự án này là khu dự án khu dân cư Đại Ngàn ha. Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Gần đường 22 tháng 12. Sâu vào đó đó quý anh chị. Tường đó hả? Chỗ đây người ta xây nhà nhiều rồi. Bên đây đang có mấy căn đang xây. Đây quý anh chị ha. Đó, đất mình đây ha. Đất đẹp anh chị ha, bằng phẳng vuông góc. Hướng đông bắc quý anh chị. Lô này hướng đông bắc ha. Đường thông, đường trước nhà mình đường thông, đường khu dân cư, đường bần cờ, đường thông hai đầu. Gần đường 22 tháng 12 anh chị nhá. Ở đây thì xây một trệt một lầu, một trệt hai lầu đều được anh chị ha. Bên đây đang có mấy căn đang xây. Đấy. Thì lô này 74 mét thổ cư hết anh chị. 2 tỷ 6 anh chị ạ. 2 tỷ 600 triệu ha. Gần đường 22 tháng 12 tầm 50 mét đến 60 mét thôi. Gần chợ Thuận Giao, gần chợ 185. Chỗ này gần khu công nghiệp V-Ship 1. Chỗ này mà ra ngã tư Đất Thánh, quốc lộ 13 thì tầm 1 km anh chị nhá. Còn nếu mà lên vòng xoay An Phú, hướng đi lên vòng xoay An Phú thì tầm khoảng cũng tầm khoảng 1 cây ha, 1 km á. Đó, rất là đẹp anh chị nhá. Khu dân cư hiện hữu đây, em quay một số hình ảnh sơ sơ tại vị trí gần vị trí đất cho anh chị mình xem. Đó. Khu dân cư Đại Ngàn nha anh chị nhá. Phường Thuận Giao. Rồi giá 2 tỷ 6 cho lô đất này. Công chứng ngay, hỗ trợ ngân hàng luôn, thoải mái cho anh chị mình luôn, sổ riêng ha. Đây căn này xây một trệt một lầu này, còn mấy căn bên này là trệt hai lầu, nên là ở đây một lầu hai lầu đều được anh chị nhá. Đất của mình thì ở đây. Đó. 2 tỷ 6 cho lô đất 74 mét này. Anh chị nào mà yêu thích thì hãy liên hệ cho em Hải nhá, em sẽ gửi sổ sách giấy tờ cho anh chị mình. Ngoài ra thì bên em chuyên tất cả các bất động sản đất nền nhà phố tại thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Nên là anh chị mình có nhu cầu mua bán hay ký gửi thì hãy liên hệ ngay cho em Hải ha. Bên em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Và bên em sẽ chào bán tất cả các cái sản phẩm mà bên mình ký gửi ha. Bên em cũng có một cái giỏ hàng rất là nhiều. Rất là nhiều anh chị đã xem kênh YouTube của em Hải và đã liên hệ lại và ký gửi rất là nhiều ha, cũng như mua bán. Rồi em cảm ơn anh chị mình ạ.